Đinh Quang Thái xin kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Thưa quý khán giả, trong vòng hơn 10 ngày vừa qua, ngay tại phòng sinh hoạt Lê Đình Điều của Nhật báo Người Việt và hội trường của Nhật báo Việt báo trên đường Moran, thành phố Westminster, miền Nam California, Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Mỹ gốc Việt đã thực hiện hơn 80 cuộc phỏng vấn 80 người Việt Nam trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, liên quan đến một dự án có tên là 500 lịch sử truyền khẩu. Hôm nay, Người Việt Online hân hạnh được thư chuyện với nhà báo Triều Giang, một trong những người chủ trương của dự án này đến từ thành phố Dallas, Texas. Xin kính chào nhà báo Triều Giang. Xin kính chào anh Đinh Quang, anh Thái và xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt, Người Việt Online. Thưa với nhà báo Triều Giang, qua câu chuyện của hơn 80 người mà chị và những đồng nghiệp của chị đã có dịp phỏng vấn á, thì chị ghi nhận được những gì qua cuộc đời của những người này? Dạ vâng, thưa anh Đinh Quang, anh Thái và thưa quý khán giả, qua 80 nhân vật, trên 80 nhân vật thì chúng tôi nhận thấy rằng lịch sử của người Mỹ gốc Việt rất là phong phú. Chúng tôi phỏng vấn những người rất là lớn tuổi, từ những người bây giờ đang ở tuổi 90 cho đến những người rất là trẻ, khoảng 20 mấy 30, và trong rất nhiều thành phần xã hội, từ những người mà bây giờ đã coi như là nghỉ hưu cho đến những nhân vật chính trị hoặc là những nhân vật sinh hoạt rất là thành công ở trong cái đất nước này, cả những người trẻ đã đang là triệu phú ở đây cho đến những người trẻ mà vẫn còn đang học ở trong đại học và đang có những cái cố gắng để mà coi như là xây dựng cái bản thân và gia đình. Anh hỏi là chúng tôi có ý nghĩ như thế nào, thì chúng tôi nghĩ rằng lịch sử của chúng tôi ngoài sự phong phú ra, nó còn có những cái nét rất là đặc thù mà tất cả những lịch sử của những sắc dân khác không có. Trước hết là chúng ta là những người đến đây là những người tị nạn tị nạn, do đó mà trước hết chúng ta đến đây phần lớn là đến đây đi tìm tự do đã, còn cái chuyện mà gọi là đi tìm cơ hội để thăng tiến là cái sau này gọi là cái bonus, thưa anh. Do đó mà người chúng ta rất là có nhiều ý chí và họ thành công có lẽ lớn là bởi vì chúng ta đến đây vì tự do thôi. Cái thứ hai nữa là những người lớn tuổi thì cái tâm huyết rất là sâu đậm về đất nước, về con người Việt Nam. Đến giờ này có nhiều vị đã nghỉ về hưu và tuổi rất là lớn, nhưng mà hai chữ Việt Nam vẫn là những cái điều họ thao thức và họ cũng đang có những nỗ lực rất nhiều để làm công việc này. Do đó chúng tôi đó thấy là những cái nét đặc thù đặc biệt như vậy. Thế thì mục tiêu của dự án này là gì ạ? Mục tiêu của chúng tôi rõ ràng là chúng tôi làm một cái thư khố để đưa vào trường đại học để dạy cho các con em, rất là rõ ràng, không có cái gì phải rắc rối gì cả, tức là làm một cái thư khố nói về lịch sử của người Mỹ gốc Việt chúng ta và đem vào trường đại học để dạy cho con em chúng ta và con em tất cả các cái sinh viên của mọi sắc dân cũng như là người bản xứ ở đấy, thưa anh. Như vậy có nghĩa là những câu chuyện của những người Việt Nam được Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Mỹ gốc Việt thu lại đó sẽ được chuyển dịch sang Anh ngữ. Dạ vâng, tất cả sẽ được chuyển dịch sang Anh ngữ và subtitle, tức là khi người nói bằng tiếng Việt thì ở dưới có những hàng chữ tiếng Anh chảy ra nếu mà họ nói bằng tiếng Việt. Ngoài ra có một số những người phỏng vấn họ nói bằng tiếng Anh thì chúng tôi cũng lại subtitle bằng tiếng Việt để mà những người ở Việt Nam họ xem họ có thể coi được. Dạ vâng. Dự án mang tên là 500 lịch sử truyền khẩu. Con số 500 này có một ý nghĩa là gì đặc biệt không? Dạ vâng, nó là một cái con số mà có cái sự nghiên cứu của các sử gia cũng như là các giáo sư trong ngành. Họ nói rằng với gần 2 triệu người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở đây, nếu chúng ta làm 100 thì hơi ít quá, hoặc là chúng ta làm 1.000 thì hơi nhiều quá, và 500 nó phản ánh được cái như anh biết là chúng ta ở Mỹ này họ hay làm những cái poll, đó là những cái mỗi lần bầu cử này kia đó họ phỏng vấn một số người, thăm dò dư luận đó, thì là như vậy, thì ở đây nó cũng có một cái đồng nghĩa như thế. Và 500 á sẽ phản ánh được tương đối là đầy đủ cái 2 triệu người chúng ta đến đây bằng nhiều phương cách khác nhau. Thí dụ những người đến đây từ trước năm 75, những người đến đây vào cái dịp mất nước, những người đến sau đó bằng đường biển như anh như tôi, hoặc đi đường bộ, hoặc sau đó là những người tù nhân chính trị, rồi những người đi ODP, vân vân và vân vân. Thì với những cái category đó và với số 500 thì phản ánh tương đối đầy đủ. Cái thứ hai nữa đó, thưa anh, mình làm 500 là mình
cố ý là cái bộ sử này đó bắt buộc khi nói đến sử của người Mỹ gốc Việt họ không thể nào coi như là bỏ qua được, bởi vì tiếng nói của 500 người mà trong đại diện đủ mọi thành phần thì nó rất là quan trọng, do đó mà bắt buộc ai nói đến sử người Mỹ gốc Việt họ phải nói, học đến cái bộ sử này, họ phải xem đến bộ sử này. Trong bối cảnh nào mà Hội Bảo toàn Lịch sử và Văn hóa Mỹ gốc Việt lại tiến hành cái dự án 500 lịch sử truyền khẩu? Dạ vâng. Thưa anh Đinh Quang, anh Thái và quý khán giả của Người Việt Online, Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa của người Mỹ gốc Việt đã nhìn thấy cái sự khiếm khuyết về vấn đề giảng dạy lịch sử của người Mỹ gốc Việt tại học đường. Do đó chúng tôi đầu tiên là đi tranh đấu với các trường để đòi hỏi họ dạy cái môn này. Sau khi đã tranh đấu được quãng hơn 3 năm và trường đại học Texas tại Austin đã dạy môn này, thì có vấn nạn thứ hai là họ quá thiếu những cái tài liệu về mình. Do đó mà hội đi sưu tầm, thì bộ sưu tập thứ nhất đó là bộ về tù nhân chính trị mà chúng tôi đã làm được trên hơn 200.000 trang và đang để ở Việt Nam Center và các bây giờ lên online có thể tra cứu được. Bộ thứ hai là chúng tôi đã sang bên Guam cùng với nữ tài tử Cử Trinh là một trong những vị cố vấn và một số những cơ quan truyền thông và một số thân hào nhân sĩ đi. Chúng tôi được cái bộ sưu tập thứ hai về người tị nạn năm 1975. Sau khi làm được hai bộ đó thì thấy vẫn thiếu, bởi chúng ta còn có những người đi đường biển, đường bộ vân vân. Và chúng tôi phải làm cái lịch sử truyền khẩu này là bởi vì chúng ta không thể đi sưu tập được đâu cả. Ở Việt Nam ngày xưa, miền Nam thì đã bị đốt hết sách vở. Còn người Mỹ bên này, những sử gia phần lớn họ viết cũng rất là sai sót, bởi phần lớn như anh Đinh Quang, anh Thái hiểu là những sử gia vào những ngày năm tháng đó họ có cái khuynh hướng phản chiến và họ nghiêng về phía Hà Nội, do đó mà sử thì viết rất là sai sót. Do đó mà chúng tôi mà phải làm cái bộ sử này để mà gọi là truyền khẩu, là bởi vì chúng ta không còn sách vở nữa. Bây giờ tất cả những sự kiện lịch sử nó nằm ở trong cái trí nhớ của những người tị nạn chúng ta ở đây. Do đó cái điều đó nó quan trọng và bắt buộc phải làm như vậy, thưa anh. Thưa quý khán giả, hẳn chúng ta còn nhớ là vào đầu thập niên 1970 tại Sài Gòn, miền Nam Việt Nam, trong bối cảnh chiến tranh lên tới cao điểm và người Việt Nam lúc đó bị mô tả là bị một cái sự khủng hoảng về bản sắc khi một cuộc chém giết bùng nổ khắp nơi ở các thị trấn, thành phố cho tới thôn quê, thì giới trí thức Sài Gòn đã có tổ chức một cuộc hội thảo lấy tên là Đi tìm con người Việt Nam. Thưa chị Triều Giang, câu chúng tôi muốn nêu lên với chị rằng phải chăng dự án 500 lịch sử truyền khẩu là chị muốn dựng lên cái diện mạo của người Mỹ gốc Việt tại quê hương thứ hai này? Dạ vâng, thưa anh Đinh Quang, anh Thái và thưa quý vị khán giả, cái điều này rất là đúng. Chúng ta dựng nên con người, đất nước, văn hóa của người Mỹ gốc Việt của chúng ta như thế nào để cho các sinh viên, những người nghiên cứu biết được. Bởi vì cái vấn đề một cái sắc dân ở đây mà nếu mà chúng ta không có những cái tài liệu như thế thì người ta không biết mình ở đây, người ta không hiểu mình là ai. Mỗi khi chúng ta ra đường chúng ta chống biểu tình này kia, chúng ta chống cái này chứ kia, người ta hiểu không hiểu tại sao mình làm như thế. Nhưng mà nếu mà đọc qua cái những cái chương sử này thì họ sẽ hiểu chúng ta tại sao chúng ta phải làm như thế, chúng ta đã sống những ngày tháng như thế nào và do đó mà chúng ta không chấp nhận cộng sản ra sao, thì người ta sẽ hiểu chúng ta rất nhiều. Do đó mà trong sử sách nếu mà không có thì rất là khiếm khuyết, thưa anh. Chúng ta ở đây nhưng mà chúng ta không có trong sử sách, coi như chúng ta không ở đây vậy. Dạ vâng. Bao giờ thì Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Mỹ gốc Việt dự trù là sẽ hoàn tất dự án này để mà người Việt khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì tại Hoa Kỳ, và ngay cả đồng bào chúng ta tại quê nhà có dịp được xem để mà nhận diện được cái diện mạo của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ? Dạ vâng. Thêm theo chủ tính thì chúng tôi sẽ xong vào năm 2012. Đó là cái cố gắng, và bằng khoảng tháng 8 năm tới chúng tôi bắt buộc phải xong tất cả những cuộc phỏng vấn này. Và sau đó chúng tôi sẽ edit, chuyển dịch, chuyển âm vân vân. Và 2012, cuối năm 2012 chúng tôi sẽ phải hoàn thành. Dạ vâng. Thưa quý khán giả, Việt Nam chúng ta không phải là cộng đồng thiểu số duy nhất định cư tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Các cộng đồng khác đã có một quá trình nhập cư trước người Việt Nam rất lâu, và nỗ lực của những cộng đồng đó là tạo ra những diện mạo để chứng minh được rằng họ có một bản sắc riêng biệt, không lẫn lộn, và đồng thời bản sắc đó được truyền lại cho những thế hệ kế thừa.
quý khán giả của Người Việt Online vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với nhà báo Triều Giang đến từ Dallas, Texas, liên quan đến một dự án có tên là 500 lịch sử truyền khẩu do Hội Bảo tồn lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Việt thực hiện ngay tại quận Cam, miền Nam California trong thời gian 10 ngày vừa qua. Xin cảm ơn nhà báo Triều Giang. Dạ vâng, có một điều tôi muốn xin nói là tôi đến từ Austin, Texas. Dạ vâng. Xin lỗi quý khán giả, chúng tôi đã sai sót trong vấn đề giới thiệu nhà báo Triều Giang. Mong quý vị thứ lỗi cho. Đinh Quang Thái, Người Việt Online, hẹn gặp lại quý khán giả trong cuộc phỏng vấn kế tiếp. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.